Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Ăn theo cách này, chuối thành độc dược, cực hại cho sức khỏe. Chuối không những là loại quả bổ dưỡng mà còn được xem là một vị thuốc từ thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu ăn chuối không đúng cách, có thể gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Nhà dinh dưỡng học San Diego, Mỹ, tên là Laura Flory cho biết, chuối có rất nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Ngoài ra, nó còn là một thực phẩm để tăng hàm lượng magie, kali, vitamin C và vitamin B6. Những ưu điểm vượt trội của chuối so với các loại hoa quả khác là không thể chối cãi. Bên cạnh những lợi ích tuyệt vời của chuối, nó còn có thể gây hại cho sức khỏe. Đối với bệnh nhân tim mạch, thường phải sử dụng một loại thuốc dạng beta làm cho hàm lượng kali trong máu tăng. Nếu bổ sung thêm các loại thực phẩm kali cao như chuối, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Ăn chuối có thể gây hại cho thận. Ăn quá nhiều kali có thể gây hại cho những người bị tổn thương thận. Bởi nếu thận không thể làm việc tốt để loại bỏ kali dư thừa trong máu, nó có thể gây tử vong ở người bệnh. Ăn chuối có thể dẫn đến sâu răng. Bởi trong chuối có hàm lượng đường tương đối cao, nếu ăn không đúng lúc, cần nhớ rằng chuối không có đủ chất béo hay protein để làm thực phẩm chính trong bữa ăn, thậm chí là một bữa ăn nhẹ. Ăn chuối trở nên nguy hiểm nếu bạn ăn quá nhiều. Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày. Nếu nạp vào cơ thể hàng chục quả chuối sẽ gây ra tình trạng rối loạn vitamin và khoáng chất trong cơ thể. Trung tâm Y tế thuộc trường Đại học Maryland đã tiến hành nghiên cứu ngưỡng gây bệnh của chuối. Họ cho rằng nếu ăn khoảng 43 quả chuối trong một thời gian ngắn, sẽ xuất hiện các triệu chứng của tăng kali máu. Điều này để lại hậu quả làm cơ suy yếu, nhịp tim trở nên bất thường, thậm chí dẫn đến tình trạng tê liệt tạm thời. Ăn chuối có hại cho dạ dày. Chuối sẽ phát huy tác dụng thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt khi bạn ăn chúng sau bữa ăn cơm khoảng 1 đến 2 tiếng. Không nên ăn chuối trước bữa ăn vào lúc đói, vì trong chuối có chứa nhiều magie. Lúc đói, dạ dày bạn đang trống rỗng sẽ làm lượng magie tăng đột ngột trong máu, gây mất cân bằng tim mạch và làm tổn hại đến sức khỏe. Lượng vitamin C dồi dào trong chuối nếu đưa vào cơ thể khi đói cũng khiến bạn bị đau dạ dày ngay lập tức. Ăn chuối gây buồn nôn, mạch đập chậm. Một quả chuối chứa 400mg kali, trong khi đó cơ thể cần bổ sung 4.700mg kali mỗi ngày. Do vậy, bạn đừng ăn quá nhiều chuối một lúc để tránh tình trạng tăng kali trong máu. Nó có thể làm cho nhịp tim bất thường, buồn nôn, mạch đập chậm hơn, thậm chí là làm tim ngừng đập. Ăn chuối khiến cơ thể mệt mỏi. Ăn quá nhiều chuối không tốt vì lượng magie có trong chuối nếu nạp vào cơ thể có thể gây ra ngộ độc magie với biểu hiện bề ngoài là tình trạng mệt mỏi, ốm yếu và tiêu chảy. Bạn chỉ nên ăn chuối với lượng vừa phải để magie giúp thư giãn các cơ bắp trong cơ thể. Ăn chuối gây đau đầu. Trong chuối chứa phenylethylamine và axit amin có thể làm giãn mạch máu và làm tăng lưu lượng máu lên não, dễ gây ra những cơn đau đầu nếu bạn ăn quá nhiều. Đặc biệt, trong chuối chín có lượng các chất này cao hơn, nên tốt nhất bạn đừng nên để chuối quá lâu hoặc ăn chuối quá chín. Ăn chuối tổn hại thần kinh. Vitamin B6 có trong chuối giúp bạn duy trì một hệ thần kinh khỏe mạnh, giúp cơ thể phân tán được carbohydrate và chất béo. Ăn quá nhiều chuối sẽ khiến cơ thể hấp thu quá nhiều vitamin B6, từ đó sinh ra độc tố, gây tổn hại tới thần kinh của bạn và làm tê liệt chân tay, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên.
Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.